toàn cảnh vụ máy nghiền xi măng bất ngờ quay ở Yên Bái. Huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, ngày 22 tháng 4 vừa qua, camera tại nhà máy xi măng ghi nhận lúc 13 giờ 30 phút, nhóm công nhân đang sửa chữa máy nghiền số 3 thì bất ngờ máy hoạt động trở lại gây ra tai nạn thương tâm. Các nạn nhân đều cư trú ở Yên Bái, trong độ tuổi từ 29 đến 43. Theo lời các nạn nhân, máy nghiền xi măng quay khoảng 30 giây mới được ngắt điện dừng hoạt động. Nguyên nhân ban đầu được xác định là sai sót trong quy trình sửa chữa. Hai công nhân bảo trì may mắn sống sót đã kể lại vụ việc với VN Express. Ngoài thì ba người, còn bên trong có 7 người, một người bên trong bắt đầu hát, bên ngoài thì bắt đốc vào được. Cũng cả một nhà máy 4 cái, còn cái 3 cái to hơn cái bé nhất, cái thước thì nó phải 4-5 mét thì đấy. Cái tập lát nó bị mòn mới thay thôi. Tụi em thay tuần này rồi mà. Một lần thay khoảng 7-80 tấm, chuẩn bị xong ném tấm lát vào để lắp nó xong. Không biết là sao nó quay, máy chạy chỉ trung tâm mới chạy thôi, còn em không chạy được. Thì nhìn cảnh đấy thì ai cũng sợ luôn, còn một thôi. Vào định kỳ và thời kỳ nó thì phải là anh em đang lắp tấm thì tự nhiên thì đóng điện nó quay là nó hất mình xuống luôn. Bọn anh thì văng ra thì làm đi rất thì mình dừng đấy thì mình mới sống, còn ở trong máy thì chết. Anh tắt ngay lúc ý chứ sao mình để 3 phút.